Mến chào bạn đọc của Bạn Điện Tử Dân Trí. Chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục 3 phút cùng luật sư. Bạn đọc thân mến, việc buôn bán cũng như là mua hàng xách tay hoặc là hàng order thì chắc chắn đã không còn xa lạ với chúng ta nữa. Tuy nhiên dạo gần đây thì về mặt pháp lý cũng đã có những cái quy định cũng như là điều chỉnh về việc bán hàng xách tay và hàng order. Tuy nhiên những điều chỉnh cũng như là những cái quy định pháp lý này khiến cho một số người bán hàng online, bán hàng xách tay và hàng order cảm thấy mơ hồ về những cái món hàng và tính pháp lý của những món hàng mà mình bán. Vậy thì ngày hôm nay mời bạn đọc hãy cùng gặp gỡ với luật sư Nguyễn Đức Chánh để nghe anh giải thích rõ hơn về vấn đề này nhé. Mến chào luật sư ạ. Xin chào Như Quỳnh. Xin chào bạn đọc báo Điện Tử Dân Trí. Dạ, thưa luật sư, hình thức bán hàng theo phương thức là xách tay hoặc là bán hàng order thì có được pháp luật Việt Nam cho phép và công nhận hay không? Và nếu như mà không thì cái hình thức bán hàng này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật ạ? Thật ra thì rất nhiều người Việt Nam trong thời gian dài chúng ta mua hàng xách tay, dạ, đúng bởi rồi. Vì rõ ràng là nó rẻ hơn so với cái hàng mà nhập dạ. chính ngạch. Tuy nhiên thì mới đây theo nghị định 98 năm 2020 của chính phủ thì có vẻ như đã siết chặt cái quy định này. Thì theo quy định tại khoảng 6 của điều 3 của nghị định 98 năm 2020 của chính phủ thì định nghĩa cái hàng hóa nhập khẩu, dạ. Nhập lậu thì trong đó có quy định là những hàng hóa mà chúng ta nhập không qua cửa khẩu theo quy định hoặc là không làm thủ tục hải quan hoặc là chúng ta khai gian lận cái số lượng với hải quan hoặc là hàng hóa nhập khẩu mà chúng ta lưu thông trên thị trường nhưng mà không có hóa đơn chứng từ đính kèm. Như vậy rồi những cái quy định này, những cái trường hợp này được coi là hàng hóa nhập lậu. Vậy thì rõ ràng là nó bao quát rất nhiều trường hợp hàng xách tay. Yeah. Bởi vì khi hàng xách tay vào Việt Nam có những cái trường hợp chúng ta không có hóa đơn chứng từ, chúng ta cũng không có khai báo thủ tục hải quan hoặc là khai gian thiếu thông tin gì đấy đối với thủ tục hải quan. Thì những trường hợp này được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Và những trường hợp này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định ở điều 15 của nghị định 98 năm 2020 của chính phủ. Mức phạt thì tùy trường hợp, tuy nhiên có mức lên tới 100 triệu đồng. Đối với trường hợp cá nhân, yeah. Như vậy rõ ràng cái mức phạt rất là nặng và đánh rất là mạnh vào những cái hàng xách tay, những cái trường hợp mà không đi làm thủ tục hải quan, không đi theo cái hướng đường cửa khẩu hoặc là không có hóa đơn chứng từ khi mà lưu thông ở này. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của luật sư Nguyễn Đức Chánh và hy vọng là qua những chia sẻ tuy là ngắn gọn nhưng mà đầy đủ của luật sư Nguyễn Đức Chánh thì bạn đọc của Báo Điện Tử Dân Trí, đặc biệt là những ai đang bán hàng xách tay hoặc là hàng order đã có những cái nhìn cụ thể hơn và rõ ràng hơn về những cái thủ tục pháp lý của món hàng mà mình đang bán. Một lần nữa Như Quỳnh rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Chánh vì đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình 3 phút cùng luật sư ạ. Trước khi chia tay với bạn đọc thì tôi cũng có muốn có một lời khuyên đối với người đang kinh doanh mặt hàng xách tay, là các bạn nên coi kỹ quy định tại nghị định 98 năm 2020 của chính phủ để chúng ta xác định là hàng hóa chúng ta có thuộc trường hợp hàng hóa nhập lậu hay không, để tránh trường hợp chúng ta có thể bị xử phạt hành chính. Nếu như mà rơi vào trường hợp bị xử phạt hành chính thì rõ ràng cái số tiền mà bị xử phạt rất là nặng và chúng ta còn bị áp dụng những cái chế tài bổ sung. Ví dụ, hoặc là chúng ta có thể bị tịch thu các cái hàng hóa đó, như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến cái tài chính, việc kinh doanh của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn Như Quỳnh, xin cảm ơn bạn đọc báo Điện Tử Dân Trí.